Hey yo, hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình. Mình là từ đường phố đây, rất vui mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game đấu trường Arena, đấu trường AK Arena nha, xin chào mọi người. Ok, là mình đây, từ đường phố đây. Hôm nay vẫn là một video cũng không phải đi ra về code đâu anh em. Nhưng mà mình vẫn sẽ nhập code, và anh cho bạn nào chưa nhập code thì cũng có thể xem để nhập code nha. Tí mình vẫn sẽ nhập code. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ quay review qua cho anh em xem con ạc của mình. Đây, sau một ngày kịch của anh em, hôm nay là ngày thứ hai đua top đây. Ngày thứ hai đang đua top ở bên server 656, như video hôm qua mình có hứa hẹn thề non hẹn biển với anh em là mình sẽ đua top ở server này. Nhưng mà sau hơn một ngày đua top thì mình phát hiện ra một số điều nó không hợp lý anh em. Và mình phát hiện ra một cái mẹo khá là thú vị. Mình đã thử 4 con ạc rồi và đều thành công. Nên là mình quyết định mình sẽ quay lại một cái clip để hướng dẫn cho anh em server mới chơi. Và mình quyết định mình sẽ không cày ở server này nữa, mình sẽ chuyển qua server mới anh em. Có hai lý do, thứ nhất là tốc độ, như anh em thấy này, nó không tướng nào ra tướng nào. Thứ hai là giờ top tủng vừa mấy ngày thứ hai thôi mọi người. Đó, bảo đua xe mới này. Đây, chưa có bảng xếp hạng, không có cái nào có bảng xếp hạng hết anh em. Lý do đơn giản thôi, bởi vì mình không có tướng ngon anh em. Ý là nhiều bạn này bảo sao cần tướng ngon. Đây anh em không có tướng cơ bản để mà có thể kéo map được. Thành ra là top tủng nó khó lên. Thế nên là ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách kiếm tướng đơn giản nhé. Ở xe mới kiếm tướng đơn giản lắm. Mình mới phát hiện ra điều này nên là mình muốn chỉ cho các bạn. Giờ mình sẽ qua con ạc xem vào mới để test cho anh em xem và hướng dẫn với mọi người nhá. Ok, đây là một con ạc xem vào mới mình vừa mới cày xong. Thì trước khi làm cái hướng dẫn này thì mình muốn nói như thế này. Thứ nhất, đây là cái trải nghiệm của bản thân mình và mình cũng mới tìm hiểu ra. Có thể nó không đúng hoặc là nó sai. Nếu như có pro là xem video của mình mà có thể chơi lâu rồi mà có kinh nghiệm á, thì mình nghĩ nên comment xuống video để cho nhiều bạn mới chơi cũng như mình biết thêm để cho anh em có thể tìm ra cách chơi ngon hơn. Ok, nói chung thì cảm ơn. Ở đâu đây là chỉ là cái kinh nghiệm mình hướng dẫn thôi, chứ cũng mình cũng không có một cái gọi là cụ thể nào rõ ràng lắm, nên là mình cũng chỉ là hướng dẫn cho anh em thôi. Nên là tin hay không là ở các bạn nhá. Ở đâu mình sẽ chứng minh điều này bằng cách đó là mình sẽ làm luôn. Đầu tiên thì mình sẽ rút x10. Con tướng đầu tiên không nói đến con tướng đầu tiên. Giờ chúng ta sẽ đi nhập code đấy nhá. Phải có code anh em, có code thì mới có thêm vé để rút. Thì thường anh em sẽ nhập code ra đầu này để rút mà. Thì đây anh em, code đây. Đây code game đây. Một cốt này đó, cốt thì mình sẽ để ngay hai bên màn hình anh em thể xem luôn. Đấy, đây là những cốt cơ bản nhất của game đó, anh em cũng có thể nhập, ai cũng có thể nhập hết á. Đấy, bên game thì có 4 cái cốt cơ bản đây. Cái cốt cuối cùng này là cốt quan trọng này. Đây, cốt này là cốt ngon nhất này, được 30 vé rút rồi. Tiếp tục cái cốt tiếp theo anh em. Đấy, mình sẽ nhập hết các code vào. Hết vô luôn. Rồi để rút cho anh em thấy là mình sẽ rút được ra ít nhất, không chắc chắn là ra hoàn toàn, nhưng nó sẽ đảm bảo ra các tướng mà chúng ta đang cần tìm mọi người nha. Và cách làm như thế nào thì ok, mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Cái này thì mình mới phát hiện hôm qua, mình cũng test thử 3 con nào. Còn trước khi làm video này mình cũng đã test thử đến 3 con nào của mọi người, thì mình mới dám quay video lên, chứ mình sợ test lại nó lại thất bại nữa đấy, nên làm lên là thành trò cười cho anh em. Còn đâu giờ nếu như mà không may mắn nó không ra được như hôm lúc mình test thì thôi, mình cũng xin thua game, chứ cũng chịu anh em đó. Chứ đâu mình đã có video test trước rồi, mình đã test thử trước rồi. Ở đây thì anh em vẫn vào danh sách chọn nhóm này, đây là mọi người nhá, danh sách mong muốn này. Cái danh sách mong muốn này mình hôm qua mình phát hiện này, bởi vì á khi chúng ta danh sách mong muốn này, chúng ta sẽ rút được những cái bet chỉ như này thôi anh em. Đây bây giờ các bạn bắt đổi này, các bạn thay hết ra. Đó, thay bằng sạch. Thay hết đi, chỉ để lại những con tướng mà anh em mong muốn thôi. Ví dụ như giờ mình chỉ mong muốn ở hàng này một con này, bốn hàng anh em mình nghĩ chỉ lên một con thôi, nó sẽ tỷ lệ ra tướng nó sẽ cao hơn. Đó, thay hết đi. Rồi, ở hàng này thì anh em bỏ hết luôn. Như mình thì giữ lại Bella nhá, đây ba con này này. Đây. Đó, anh em chỉ để nhà thôi, được rồi, đừng để quá nhiều. Thì đến khi anh em triệu hồi ấy, tỷ lệ ra tướng tím nó sẽ ra những con bé anh em mong muốn, nó sẽ rất là cao luôn. Một tướng này. Đó, anh em thấy chưa? Phát một ra luôn, các bạn thấy không? Ra ngay những con tướng mà các bạn mong muốn luôn. Đó. Cái mẹo này nên là mình nghĩ mình sẽ đua lại xem vào mới để có khả năng rút được ra tướng ngon anh em. Đây, tiếp tục nha, mình sẽ rút hết bằng rút cả kim cương lẫn cả vàng luôn để cho anh em này thấy này. Tỷ lệ ra tướng ngon rất là cao. Bật lắp tiếp. Ui, con đằng này ít nhỉ. Tiếp nào. Đây, tiếp tục một tướng tím nữa anh em. Nổ nào. Uầy. Có vụ ra cả con này tướng tím luôn hả?
mới thấy luôn anh em. Đấy, danh sách này, đó, danh sách mong muốn đây, anh em chỉ cần để những tướng chúng ta mong muốn thôi. Càng ít thì tỷ lệ càng cao, thế thôi. Mình thấy như vậy, càng để ít thì tỷ lệ ra tướng tướng mà anh em mong muốn càng cao mọi người nha. Nó vẫn ra tướng ngoài chứ mà là tất nhiên là nó sẽ không không là ra tất cả, nhưng mà không phải lúc nào nó ra tướng chúng ta yêu cầu, nhưng mà tỷ lệ nó ra tướng chúng ta yêu cầu nó sẽ rất là cao. Đó. Ngay vừa rồi đấy, rút một phát ra ngay được cái con mình đang cần anh em. Đó, yêu cầu cả nó ra luôn con đấy là rất là ngon. Đây, tiếp tục này. Ui, ra được mỗi. Rồi ok, để mình test tiếp con nạc thứ hai nha. Hôm qua mình đã test 3 con nạc và đều được như vậy. Hôm qua mình cũng yêu cầu và mình rút được tổng có thể là 3 tướng mình yêu cầu luôn. Đây một tướng này, tí mình sẽ thể tí mình cho anh. Rồi, một tướng tím nữa. Ấy chà, cặp đôi song sinh thần thoại. Mình thấy cái này trên group rất nhiều anh em bảo là không nên chơi. Mình muốn hỏi luôn này, anh em là con này có nên chơi không? Bộ đôi này có nên chơi không? Mình hỏi luôn ý. Ví dụ để hôm sau mình còn rút được ở bên server mới, mình sẽ cày. Bung ra nào. Đấy, một tướng yêu cầu nữa anh em nhá. Nói chung anh em khi anh em yêu cầu tướng ấy, thì tỷ lệ ra những con tướng như của anh em yêu cầu nó vẫn cao hơn. Đó, thay vì nó ra những con tướng linh tinh thì nó sẽ ra những con tướng mà anh em yêu cầu. Đó, thì các bạn sẽ có những con tướng mà các bạn mong muốn chơi nó sẽ êm hơn. Đây. Và tỷ lệ thì nó vẫn sẽ có thôi, không phải lúc nào các bạn rút nó sẽ ra, nhưng mà cơ bản anh em vẫn sẽ có những tướng đấy để chơi. Huyết vệ này, đó. Đấy, giờ mình sẽ làm thêm con ạc nữa để xem nó như thế nào mọi người nha. Ok, test nó con ạc ở server này mọi người nha. Test nó con ạc cuối thôi.
3 arc thôi. Để xem nào, hôm nay chả nên nó game lại chôn mình khi mình quay video lại chôn mình nhỉ. Ok, giờ mình sẽ nhập code đã nha. Ok, xong nha, giờ mình sẽ bắt đầu lại làm lại này. Giờ mình sẽ lại yêu cầu tướng tiếp. Vẫn như lúc nãy thôi, nó bỏ hết những tướng không cần thiết đi anh em. Chúng ta chỉ yêu cầu những con tướng nên chơi thôi. Đấy, ví dụ đây, hai tướng này. Có thể anh em yêu cầu thêm tướng cung thiện xạ này được nếu mà đoạn đầu anh em cần. Như đoạn đầu thì mình nghĩ mình cũng chả chơi con đấy. Đó, đoạn đầu thì anh em chơi con nào thì anh em yêu cầu thôi. Đó, yêu cầu những con chúng ta cảm thấy cần thiết nhất, mà chúng ta thích nhất. Như mình thì thích con này này. Đó, đây nữa. Hệ này thì mình chỉ thích mỗi con cầm xương này thôi anh em. Đó. Đấy, mình chỉ yêu cầu như vậy thôi. Rồi, giờ thì bắt đầu đi rút anh em. Khi mà anh em rút ở tướng yêu cầu ấy, thì tỷ lệ nó rơi ra nó sẽ có ở tướng anh em thích, anh em hiểu không? Chứ nó không rơi ra tướng ngoài nhiều. Uầy, sau này rút ra toàn tướng tím mà toàn là bộ tướng thường ấy nhỉ? Như kiểu bị game chôn á. Uầy, bạn rút không ra một tướng nào nữa. Đã vậy thì mình sẽ chơi cái kiểu bài này này mọi người. Mình sẽ đi mở không ấy nữa. Thôi nào, đừng chôn nhau vậy nào. Đây rồi. Ra tướng mình cần không? Đấy, lại ra tướng anh em thấy không? Lại ra một con tướng mà chúng ta đã yêu cầu. Đó, ra ngay một tướng chúng ta đã yêu cầu. Chiến binh trỗi dậy. Sau rút. Đấy, tướng binh trỗi dậy. Một tướng chúng ta yêu cầu nha. Rất là ngon, mình cảm thấy khi mà chúng ta rút này thì cái cảm giác khi mà anh em chơi chúng ta cũng muốn chơi luôn. Đấy, nhưng hôm qua mình cũng vậy. Chứ giờ con ạc của mình đây các bạn có thể thấy. Tướng quá yếu, cơ bản không có những con tướng mà anh em có thể dùng được kéo map. Thì khi yêu cầu này các bạn nên yêu cầu những con tướng có khả năng kéo map cao á. Thì khi mà khả năng rút bây giờ mới là chỉ rút cơ bản, bây giờ mình rút có 8 lần chứ mấy. Một ngày đầu anh em cậy. Uầy. Uầy đùa à. Xe phát anh em. Xe phát nữa. Con đằng này mình chưa làm nhiệm vụ xe luôn. Hơn đùa anh em. Hơn cả đùa luôn. Mới về chơi anh em, mới về chơi này. Uầy. Cái này mà ở con đằng server mới của mình chắc mình chơi luôn con đằng này quá. Đấy, ở server mới mà được nhảy chơi luôn này. Bây giờ ra trận này nhìn này. Bây giờ ra trận nha. Khỉ này. Đây. Có thể tạm này nữa. Ô, cứ đi tướng tím nhỉ. Đó, nhẹ thôi, cơ bản ổn nha rồi anh em. Wait. Ok, nói chung điểm sau mình sẽ cày lại server 666. Thì mình nghĩ ngày mai và ngày tới nó sẽ ra server đấy. Và mình sẽ vào làm lại nhá. Còn đâu server 656 thì chắc là xin lỗi anh em mình không đua nữa. Bởi vì hết không có tướng kéo map, mình cảm thấy quá yếu, không đua nổi. Vì mình cũng mới chơi, nói chung tùy nhiều bạn các bạn ạ. Ôi sao lười các thứ kiểu thôi, tùy các bạn thôi. Chứ đâu mình sẽ cày lại server mới. Mình sẽ vẫn chơi game này và mình nhất định mình sẽ cày một con nạc chất một tí. Vì mình cũng mê game này, cày cũng rất là lâu rồi mà chưa bao giờ hiểu anh em. Giờ đang cố gắng tìm hiểu để hiểu game hơn, để chơi nó mượt mà hơn. Và có gì hay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và mong rằng các pro có xem được video của mình và có gì hay và tâm huyết có thể chia sẻ được thì cũng comment dưới video để những anh em mới chơi hoặc là những anh em chơi lâu mà đang chưa có cái nhiều cái thắc mắc chưa biết thì cũng có thể biết thêm để chơi game hay hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và xem video của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và anh em thấy video mình hay và hữu ích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Video kết thúc đây thôi. Hẹn gặp mọi người video theo. Bye bye. Tạm biệt.